Kính thưa quý vị, truyền thống tổ tiên bao đời, người Việt dù xa quê hương, chúng ta đi mang theo quê hương, mang theo đất nước nghiêng của vua Hùng bao năm dựng nước, giữ nước. Trong chương trình diễn hành Tết Bính Thân 2016, Hội Đền Hùng cùng chúng ta cung nghinh đất nước thiêng và cử hành lễ an vị đất nước thiêng. Lên chờ lên. Quay đâu? Đây này, xuống đây này.